khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Washington phát biểu về nạn tội phạm. Cựu tổng thống Donald Trump quay trở lại Washington ngày 26 tháng 7 lần đầu tiên từ khi rời nhiệm sở, phát biểu về nạn tội phạm trước tổ chức tư vấn là đồng minh của ông. Tổ chức này đang xây dựng một chương trình nghị sự cho khả năng ông giành được chức tổng thống thêm một lần nữa. Cựu Tổng thống Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ trên hết kéo dài 2 ngày do Viện Chính sách Hoa Kỳ trên hết tổ chức. Một số vị cố vấn khuyên ông nên dành nhiều thời gian để nói về tầm nhìn tương lai của ông và giảm thời gian đạm nói về cuộc bầu cử năm 2020 vào lúc ông chuẩn bị công bố một chiến dịch tranh cử vào tòa Bạch Ốc năm 2024. Viện Chính sách Hoa Kỳ trên hết có thành viên là những cựu quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump và các đồng minh. Tổ chức phi lợi nhuận này được nhiều người coi là chính quyền chờ thời, có thể nhanh chóng tiếp quản tòa Bạch Ốc nếu Tổng thống Trump tái tranh cử và giành chiến thắng. Ngày 26 tháng 7, Tổng thống Trump tập trung vào vấn đề an toàn công cộng. Trong khi đó, thì nã súng vào trần của phi trường Dallas Love Field, một phụ nữ đã bị cảnh sát bắn trọng thương. Một phụ nữ đã đột ngột nổ nhiều phát súng lên trên trần của phi trường vào hôm thứ Hai trước khi bị cảnh sát bắn trọng thương. Phụ nữ này được xác định là Portia Otufuwa, 37 tuổi, có mặt tại phi trường vào khoảng 11 giờ sáng và đi vào phòng vệ sinh gần với quầy vé của hãng hàng không Southwest Airlines để thay đổi trang phục trước khi rút ra một khẩu súng ngắn và bắn đoạn đã lên trần của nhà phi trường. Cảnh sát đã kịp thời can thiệp và bắn vào chân của người phụ nữ. Bà này sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được xác định là người duy nhất bị thương trong vụ nổ súng. Một số nhân chứng cũng cho biết, có vẻ như người phụ nữ nổ súng vì tức giận người đàn ông mà bà kết hôn thiếu chung thủy. Love Field là phi trường nhỏ so với Dallas-Fort Worth, cách trung tâm thành phố Dallas khoảng 10 dặm, với gần 17 triệu hành khách ra vào trong năm 2019. Cô bà 99 tuổi tại Pennsylvania đã thoát chết nhờ chiếc vòng y tế đeo tay. Cô bà 99 tuổi đeo ở tay một chiếc vòng y tế đã được cứu kịp thời, ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ cướp đột nhập nhà riêng tại Pennsylvania, tiểu bang Virginia. Cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi phát ra từ người sử dụng vòng đeo tay y tế khoảng 10 giờ tối thứ Bảy đã kịp thời đến nơi can thiệp. Kẻ cướp đột nhập vào nhà đã bỏ chạy sau khi đâm nạn nhân một nhát ở tay. Bà cụ 99 tuổi cho biết kẻ cướp đã cắt điện thoại trước khi đột nhập vào nhà để tấn công vào bà này. Thưa quý vị, bà đã nhấn nút trợ giúp của vòng tay đeo ở cổ tay để gọi 911 và cảnh sát kịp thời xuất hiện để giải cứu nạn nhân. Bà cụ được đưa đến bệnh viện Radnoki, khâu 7 mũi ở tay, được đưa về nhà an toàn. Cảnh sát tiếp tục điều tra, kêu gọi công chúng cung cấp tin tức và treo thưởng 5.000 Mỹ Kim cho ai giúp bắt kẻ cướp đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Trong khi đó, thì lật tàu ở Miami, 17 di dân đã bị chết chìm, hàng chục người đã mất tích. Ít nhất là 17 di dân của Haiti đã bị chết đuối ở vùng biển ngoài khơi của Bahama vào hôm Chủ nhật vì chiếc thuyền chở họ bị lật chìm, chưa kể hàng chục người vẫn còn mất tích. Theo nhân viên điều tra, thì chiếc thuyền có thể đã chở tới 60 người vào lúc bị lật lúc hướng tới bãi biển của Miami của Hoa Kỳ. Giới chức thẩm quyền của Bahama cũng cho hay đã bắt hai nghi can thành viên của tổ chức buôn người đưa di dân vượt biển đến Hoa Kỳ. Tìm thấy 4 xác chết công dân Việt Nam tại nhà máy bị bỏ hoang ở Anh. Các nhân viên xây dựng dọn dẹp đống gạch vùng đổ nát hoang tàn của nhà máy Bismarck House đã bị ngọn lửa thiêu rụi 2 tháng trước đây tại Oldham, thành phố Manchester, tìm thấy 4 xác người. Theo điều tra ban đầu, 4 thi thể bị cháy thiêu nói trên là di dân Việt Nam được cho bị mất tích trong đám cháy kéo dài 4 ngày mới được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát Anh cho hay họ đang điều tra để xác định danh tính nạn nhân. Cảnh sát Radio Manchester gọi đây là sự kiện kinh hoàng sau khi tìm thấy hài cốt của 4 công dân Việt Nam bị mất tích trong nhà máy bị cháy. Cảnh sát cũng đang cố gắng xác định nguyên nhân khiến cho số công dân Việt Nam có mặt trong tòa nhà khi xảy ra hỏa hoạn. Tin cho biết cảnh sát điều tra xem 4 di dân tử vong tại nhà máy này có phải là nạn nhân của tổ chức buôn người hay không. 4 người này trước đó được báo là mất tích, có thể chưa phải là con số sau cùng. Cư dân gần đó cho biết đã trông thấy nhiều chiếc xe hơi thỉnh thoảng đậu phía ngoài nhà máy vào buổi tối, tìm thấy nhiều túi lá cần sa rải rác tại đây vào năm ngoái. Trong khi đó, thì hàng hóa Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với COVID-19. Tổng cục Thuế vụ Bắc Kinh vừa ra thông báo buộc các cơ quan liên quan và giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam phải xét nghiệm để bảo đảm thực phẩm đông lạnh xuất cảng sang Trung Quốc không bị nhiễm COVID-19.
Cơ quan điều hành dịch vụ vệ sinh và kiểm dịch động vật, thực vật của Việt Nam đã gửi thông báo đến các đơn vị liên quan như Hiệp hội chế biến và xuất cảng các loại thủy sản của Việt Nam và Hiệp hội rau quả Việt Nam để nhắc lại yêu cầu của phía Trung Quốc. Tổng cục Thuế vụ của Bắc Kinh cho biết sẽ dựa vào kết quả kiểm soát tình trạng an toàn để quyết định sẽ đình chỉ việc xuất cảng hoặc hủy bỏ lô hàng xuất cảng không đáp ứng theo quy định của Tổng cục Thuế vụ Bắc Kinh đưa ra. Đến với bản tin cộng đồng, xác định hung thủ giết hai người tại quận Cam trước đó 30 năm. Hồ sơ vụ hai phụ nữ bị sát hại tại Orange County bị xếp lại sau hơn 30 năm, nay được mở ra và tìm thấy hung thủ nhờ xét nghiệm DNA. Theo Phó Giám đốc Sở Cảnh sát của Garden Grove là Amir Al-Farah, thì Robin Smith được xác định là hung thủ để giết Shannon Lloyd và Renee Covers. Shannon Lloyd, 23 tuổi, bị tấn công tình dục, bóp cổ tới chết ở nhà riêng ở Garden Grove vào tháng 5 1987. Mặc dù nhân viên điều tra thu thập được DNA nhưng lại không tìm thấy manh mối tung tích kẻ giết người. Vụ án thứ hai xảy ra năm 1989 tại Irvine. Nạn nhân là Renee Kuvas đã cho phép nhân viên điều tra thu thập DNA nghi can trùng khớp với DNA của vụ trước đó. Nhưng mãi đến năm 2021, nhân viên điều tra của Orange County mới xác định nghi can Robert Chase Smith nhờ giải mã DNA, nhưng ông ta đã tự sát năm 1999 tại Las Vegas. Theo biện lý Todd Spicer, thì cuộc nghiên cứu phả hệ di truyền giúp cảnh sát giải quyết ít nhất là 4 vụ giết người tại quận Cam. Kính thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong chương trình tin tức tổng hợp lúc 6 giờ chiều của đài truyền hình IBC TV. Sư Ngô Minh Tuyết Nha và Hà Anh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán thính giả, cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình, đặc biệt là IBC Home Shopping. Mọi thông tin về những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình, đặc biệt là trong những mùa đại dịch Covid-19 hay khi chúng ta cơ thể chúng ta với hệ miễn nhiễm yếu, quý vị hãy liên lạc ngay với IBC Home Shopping với số điện thoại quen thuộc 714-892-5717. Quý vị cũng có thể dễ dàng đón xem các thành phần cũng như công dụng của những sản phẩm dược thảo này trên trang mạng ibchomeshopping.com. Hà Anh và Tuyết Nha xin kính chào tạm biệt và kính chúc cho quý khán giả và những người thân yêu một buổi tối thật ấm cúng và vô lượng an lạc.